chương 841, hắn chính là luyện dược sư. huống chi thời gian dài như vậy từ đầu đến cuối cho tới bây giờ đều không có người đối với mình nói quá một tia lời nói nặng, thế nhưng người trẻ tuổi này lại như vậy lỗ mãn mất, mất bất quá cũng chỉ là tu luyện lợi hại một ít, cũng dám đối với mình bất kính, ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn có đến mà không có về. Bất kể như thế nào ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Để cho ngươi biết Mỹ đổ toa nhất tộc cấm địa cho tới bây giờ đều không phải là ngoại nhân có thể bước vào trước mấy vị trưởng lão, sợ rằng đã thua bởi trên tay ngươi bây giờ liền để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta nghe hắn nói như vậy thời điểm làm cho một bên mấy người chính là càng thêm chờ đợi lo lắng thậm chí muốn xuất thủ hỗ trợ lúc chỉ là len lén thế gian trần dường như dường như sau một cái thủ thế sau đó ngạo vũ trong nháy mắt kéo lại mấy người không cần là ở trắc thí vị trưởng lão này thực lực đến tột cùng như thế nào sau đó nghe hắn nói như vậy thời điểm tự nhiên cũng là thần tình có chút lo lắng bất kể như thế nào hắn dù sao cũng là trúng độc nếu như nếu như trúng độc lời nói cái kia chẳng phải chính là tu vi và thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này cô gái mặc áo trắng này tự nhiên cũng là không phải ngồi không không nói, thậm chí còn vẫn xuất thủ chính là sát chiêu, làm sao có khả năng để cho bọn họ ngồi xem mặt kệ đâu. Đừng quên, Giang Trần nhưng là luyện dược sư. Nghe hắn nói như vậy sau đó, bỗng nhiên trong lúc đó chính là muốn đứng lên, một dạng độc tố đối với hắn loại này luyện dược sư mà nói, tự nhiên đều không coi là cái gì, thế nhưng cái này nữ thực lực của trưởng lão đúng là rất mạnh, đây cũng là làm cho bọn họ đều là hữu mục cộng đổ. Nhưng mà, lúc này cái này nữ tử ngược lại thì cảm thấy Giang Trần khẳng định đã là rơi vào hắn trong bẫy, cho nên liền là buông lỏng cảnh giác, chờ hắn xuất thủ lần nữa lúc, Giang Trần cũng chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng trực tiếp giữ lại hắn mệnh môn. Thấy thân hình của hắn mẫn tiệp thậm chí đại não ở giữa, còn cảm thấy có một ít bất khả tư nghị, phải biết rằng Giang Trần nhưng là trúng rồi độc của mình, cái kia tự nhiên là trực tiếp phát tác không nói, thậm chí một chốc đều cũng không có cai thuốc, hơn nữa ngừng lại tu vi của hắn càng mạnh, C thất đê tộc này tự nhiên cũng chính là phát tác càng nhanh, làm sao sẽ bỗng nhiên trong lúc đó lại có như vậy thực lực? Đây là chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Ngươi lúc mới bắt đầu không phải cũng chỉ muốn đoạt trở về trong tay ta tinh thạch sao? Nhưng mà liền trực tiếp không để mắt đến ta chân chính thực lực bản thân, đã cảm thấy dựa vào ngươi điểm ấy độc liền có thể đối phó, ta quả thực cũng thực sự là quá sơ y kinh thường a, à, chẳng lẽ không biết ta là cái luyện dược sư sao? Giang Trần Câu môi cười, lúc này hắn mùi trên người cũng đã không còn sót lại chút gì nhưng mà điều này làm cho bạch y nữ tử hết sức vô cùng kinh ngạc, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, Giang Trần lại lợi hại như thế không nói, thậm chí còn là cái luyện dược sư, phải biết rằng luyện dược sư khang hiếm trình độ có thể phá giải chính mình độc tố, chí ít cũng là cao cấp luyện dược sư. Ở trên đại lục này, cao cấp luyện dược sư cũng bất quá là chính là mấy vị, ngươi làm sao có khả năng làm sao có khả năng. Trần thấy hắn cái này không thể tin dáng vẻ, ở giữa chính mình tự nhiên cũng là không nói hai lời, liền chế trụ hắn mệnh môn sau đó, trực tiếp vì hắn ăn một viên đan dược xác thực cũng không biết giang trần là một cái cao cấp luyện dược sư vậy mà lúc này liền tại giang trần chế trụ hắn mệnh môn vì dưới hắn đang dược thời gian cô gái thân hình liền bỗng nhiên trong lúc đó lần nữa hóa thành một trận cơn lốc tiêu tán ở dưới một chỗ giang trần biến sắc hắn cũng không nghĩ tới cái này nữ tử lại vẫn sẽ như thế biến ảo chi thuật tương phản xem ra chính mình còn tưởng là thực sự là coi thường hắn vốn tưởng rằng bắt bí lấy hắn mạch môn sau đó liền có thể trực tiếp xuống tay với hắn phàm tim chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, Trinh, Phan Thanh Tu Thoi Sao Nu Chu Nhan Thai Bang, Trong, 627, hang, chin, La, Su. Chương 842, Động Thủ Giang Trần ngược lại thì cảm thấy xem ra là chính mình coi thường cô gái mặc áo trắng này. Cách không được hắn có thể đủ ở nơi này mấy vị trưởng lão bên trong, ở vào đệ nhất xem ra vẫn có chút bản lãnh thật sự, hơn nữa cấp bậc của hắn đạo hạnh cũng đích xác là rất cao. Làm Giang Trần trực tiếp mở ra, chính mình bí cảnh lúc làm cho bạch y nữ tử biến sắc. Ta nói ngươi tại sao có thể đi tới cái này, xem ra ngươi thật sự là có rất mạnh thực lực. Nữ tử tự nhiên là biết, nếu như dựa vào hiện dưới loại tình huống này, chính mình lại không đánh nhanh thắng nhanh lời nói, sợ rằng đến lúc đó gần sẽ bị Giang Trần Sở dê giết ngược. Liền không nói hai lời, trực tiếp đem đầy trời cánh hoa toàn bộ đều hóa thành lưỡi dao sắc bén. Lúc này, cánh hoa biến ảo thành lợi kiếm, trực tiếp toàn bộ đều tượng đem Trần đâm tới. Giang Trần thấy cái bộ dáng này bí cảnh đã là bao vây, bốn phía này đã trở thành một cái tuyệt mật không gian, hơn nữa, khi này chút lợi kiếm toàn bộ đều hướng Giang Trần đánh tới lúc, lúc này liền toàn bộ đều bị Giang Trần sâu trước vòng bảo hộ sở văn ra. Ta ngược lại nếu như nhìn một cái ngươi đến tục câu cùng có dạng nào bản lĩnh nữ tử nhìn thấy cái này tình huống sau đó không nói hai lời chính là trực tiếp phát động tiếp theo luân công kích thậm chí thực lực cũng so trước đó tăng vọt không ít hắn thực sự là không nghĩ tới gian trần dĩ nhiên tại trúng rồi độc của mình sau đó thậm chí thực lực vẫn như thế mạnh mẽ hơn nữa hắn lại là cái luyện dược sư khi nghĩ tới chỗ này liền cảm giác hắn là một cái thập phần cường hãng đối thủ phải biết rằng toàn bộ bên trong thế giới này có thể trở thành cao cấp luyện dược sư nhân đơn giản là ít lại càng ít hơn nữa hắn lực công kích lại mạnh như vậy lần này chính mình hạ thủ lưu tình sau đó sợ rằng cực dễ dàng bị hắn dê viết ngược. Giang Trần nhìn thấy hắn cái bộ dáng này sau đó, cũng chẳng qua là câu môi cười, xem ra nữ tử này đến bây giờ đều vẫn không rõ, chính mình chỉ là chẳng đáng cùng hắn động thủ mà thôi. Không nói hai lời chính là trực tiếp thân hình lóe lên, lần nữa vọt đến phía sau hắn, vậy mà lúc này nữ tử dường như dường như sớm cũng đã dự liệu đến, liền trực tiếp hướng phía sau hắn khởi xướng tiến công lúc, Giang Trần thân ảnh dường như dường như mau làm cho hắn cảm thấy mới vừa trong nháy mắt đó chỉ là huyễn tưởng mà thôi lúc này Giang Trần chính là trực tiếp lắc mình đến rồi cô gái trước mặt chỉ là một tấm, cái này nữ tử liền trực tiếp đánh bay ra ngoài, thậm chí còn không có đợi Giang Trần sử dụng ma pháp lực. Lúc này nữ tử liền trực tiếp miệng phun tiên huyết, đối với Giang Trần mà nói, phía trước thời điểm cũng chỉ là muốn thăm dò một cái nó hư thực, vậy mà lúc này nhìn thấy thực lực của nó đích thật là bất phàm. Thế nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Xem ra cái này nữ tử đã đối với mình động rồi sát tâm, đơn giản liền không lại thủ hạ lưu tình, tu vi cao như vậy, cái này nữ tử chỉ bằng thân thể cường hãn trình độ mà nói nói, tự nhiên hiện tại trực tiếp bị hắn đánh bay. Nữ tử ngay trong ánh mắt hóa ra là trực tiếp tràn đầy sát y, nhưng mà hắn biết, dựa vào thân thể trình độ cường hãn mới có thể để hắn may mắn còn sống, nếu như đổi thành những người khác hoặc là tu vi yếu một chút nói, vẻn vẹn chỉ dựa vào cái này trương, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đưa nó cắt dê kiếp. Nữ tử nhìn thấy cái bộ dáng này lúc, thì biết rõ gian trần thực lực là kinh khủng như vậy, thế nhưng hắn cũng căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao Mỹ đổ toa nhất tộc cấm địa không cho phép nhiệm không bốn cái gì người từ ngoài đến xông vào mà hiện ở dưới loại tình huống này mình cũng căn bản cũng không có bất kỳ một con đường lùi lúc này chính là trực tiếp ngưng tụ hắn toàn thân sở hữu tu vi mở ra ma pháp trận sau đó muốn khởi xướng cự đại công kích vậy mà lúc này giang trần nhìn thấy cái bộ dáng này tự nhiên cũng là biết xem ra cái này nữ tử thật đúng là muốn đem chính mình toàn bộ tu vi đều thành tựu cung phụng muốn dùng cái này tới dẫn phát thiên đạo Tin chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, Trinh, fanfai thanh tu thoi phi sao nu chu nhan thai trong, 628, dòng, thu. Chương 843, không có đường lui. Nhưng nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lúc, dù cho coi như là hắn cũng tới thiên đạo tuy nhiên lại cũng như trước không làm gì được gian thần bởi vì đây là ở gian trần tuyệt mật không gian bên trong ở trong không gian này gian trần chính là duy nhất vương giả trừ phi hắn có càng thêm cường đại tinh thần lực có thể cắn nuốt hết gian trần đúc thành không gian rất hiển nhiên hiện tại nữ tử đã là thân chịu trọng thương căn bản cũng không có năng lực như thế nàng thậm chí còn nghĩ lấy mưu toan gây nên thiên phạt nhưng là lại căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng không biết cái này điều này sao có thể nữ tử ngay trong ánh mắt để lộ ra vài phần tuyệt vọng nhưng mà thậm chí căn bản cũng không dám tin tưởng chính mình dù cho coi như là cung phụng toàn bộ tu vi nhưng là lúc này thiên đạo lại căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia một hào dị tượng ngươi đến tột cùng đạt tới loại trình độ gì liền thiên đạo cũng sẽ không đánh xuống nghiêm phạt nữ tử hết sức khủng hoảng nàng phía trước thời điểm chẳng qua là cảm thấy gian trần thực lực thật là rất mạnh thậm chí đạt tới cái này dạng cấp bậc hơn nữa hắn lại là nhân loại nhục thân sở dĩ tự nhiên cũng là cảm thấy hết sức không thể tin tưởng phải biết rằng tu luyện chủng tộc có rất nhiều có thể đạt được thần vương cấp bên trên tự nhiên cũng là hết sức rất thưa thớt không nói, thậm chí thân thể trình độ cường hãn cũng là chuyện liên quan đến tự lấy tiến độ tu luyện. Bao quát thiên phú của hắn cùng nỗ lực, thế nhưng lúc này trước mặt người đàn ông này, bất quá cũng chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi, có thể đạt được cảnh giới như thế là thập phần không dễ dàng. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà lại như vậy khủng bố, dù cho liền cũng coi là thiên đạo cũng không dám phạt hắn. Giang Trần nhìn thấy hắn cái bộ dáng này thời điểm, liền tốt lòng vì hắn giải thích ngươi sai rồi cũng không phải là thiên đạo không dám nghiêm phạt ta nhưng mà tương phản ngươi bây giờ là nằm ở ta tuyệt mật trong không gian trừ phi ngươi có càng thêm cường đại tinh thần lực có thể bao quát ở không gian của ta đem cái này hóa thành lĩnh vực của ngươi mới chỉ có có thể làm được nhưng mà lúc này nữ tử nghe hắn nói như vậy sau đó lại cũng chỉ là bất đắc dĩ bởi vì hắn thậm chí sớm cũng đã dự liệu đến chính mình kết cục ngoại trừ t tử vê ông bên ngoài liền căn bản không có bất kỳ đường sống chính mình tinh thần lực dù cho coi như là hiện tại lần nữa lan tràn ra chỉ là hắn vận dụng toàn thân tu vi ma pháp lực nhưng là đều không chống nổi gian trần sở dĩ cũng sớm đã nản lòng thoái chí dù cho coi như là hắn một kích tối hậu ở gian trần tuyệt mật không gian bên trong dường như dường như cũng nhỏ yếu như vậy bất kham gian trần nhìn thấy hắn cái bộ dáng này thời điểm vốn muốn là muốn thả hắn một con đường sống chỉ cần hắn nguyện y tránh ra lại không có nghĩ qua cái này nữ tử dĩ nhiên là như vậy minh ngoan bất linh thậm chí dù cho đánh mất sở hữu toàn bộ tu vi vậy mà lại nghĩ lấy đối với hắn hạ độc. Lúc này, thân hình của hắn lần nữa biến hóa thành hư vô thời điểm, chỉ là ngửi được cái này mũi 440 ti một cổ mùi thơm lạ lùng. Như vậy chút tài mọn xem ra ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh, ngươi đã đã làm ra lựa chọn như vậy, ta đây cũng liền không cần lại đối ngươi nhân từ nương tay. Giang Trần Cường đại lực lượng, từ hắn trong thân thể toàn bộ đều trút hết ra thời điểm, dễ dàng liền trực tiếp nắm cái này nữ tử bản thể. Vậy mà lúc này đem cái này nữ tử bản thể trực tiếp xé nát, thấy này tấm tràn cảnh lúc, còn lại mấy người trong lòng cũng xem như là tùng một khẩu khí, bởi vì biết cái này nữ tử không riêng gì tu vi hết sức lợi hại, thậm chí còn có thể, hạ độc tự nhiên trong lòng cũng là có chút bận tâm gian trần. Bây giờ nhìn thấy cái bộ dáng này, chính là cũng coi như là tùng một khẩu khí. Tim chúng mình biết quảng cáo cô sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô Phúc trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. http://liteonvole.vn Trên fanpage hai mươi 629 không 629-0-co-dung-lui Chương 844 Phong ấn nới lỏng Chỉ thấy cái này bí cảnh chậm rãi cởi ra lúc, lần nữa trở lại cái này hiện thực ở giữa, còn lại mấy người nhìn thấy cái bộ dáng này ta dường như sớm cũng đã dự liệu đến. Thực sự là không hiểu nổi bọn họ đám người kia, nếu như từ lúc mới bắt đầu liền biết mình đánh không lại vậy tại sao không chịu buông tha cho chứ? Thần toán tử trong lòng vẫn luôn cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì ở trong mắt hắn, cái này nữ tử nếu như bằng lòng chịu thua hoặc là bằng lòng nhượng bộ nói, Giang Trần chưa chắc sẽ đưa hắn đuổi tận dê giết tuyệt. Là hắn lại vẫn cứ vẫn luôn đối với Giang Trần xả nước nhìn như không thấy không nói, thậm chí đến thời điểm sau cùng còn nghĩ muốn đồng quy vu tận. Đương nhiên là bởi vì bọn hắn trên người trách nhiệm, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là cái này Mỹ đổ toa nhất tộc trưởng lão. Nếu như ngay cả những bọn họ đều lui tránh ra tới, vậy sau này Mỹ đổ toa nhất tộc cấm địa, chẳng phải liền cũng coi là không coi ai ra gì tùy y ra vào rồi sao? Sở dĩ bọn họ những người này đem quy củ nhìn so với tính mệnh đều muốn nặng. Ngạo vũ luyện cái bộ dáng này thời điểm, nội tâm ở giữa hết sức rõ ràng, kết cục như vậy, hắn cũng sớm đã đoán được, bất kể nói thế nào, hiện tại nếu đều đã đến loại trình độ này, sở dĩ xa hơn cái này ở chỗ sâu trong đi tới, sợ rằng sẽ đến cái kia giam giữ ma thú địa phương. Lúc này mấy người không nói hai lời, liền trực tiếp ở hướng về chỗ sâu hơn đi tới lúc, chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, dường như dường như đang kêu gọi lấy cái gì, thậm chí không tự chủ được liền sẽ bị này của lực lượng hấp dẫn. Hơn nữa thẳng đến bọn họ đi tới một cái cự đại đá xanh bề ngoài trước lúc, thấy tường này ở trên rêu xanh, đều biết nơi đây sợ rằng đã là rất nhiều năm đều cũng không có người ra vào. Hơn nữa bốn phía này tản ra khí tức không một không phải tỉnh ngủ của bọn hắn, sợ rằng cái này bên trong trận pháp phía dưới, trấn áp ma thú lực lượng như vậy cách xa. Cái này phong ấn làm sao để cho ta cảm thấy có một loại mơ hồ bất an cảm giác. Ngạo Vũ nhìn lấy trước mặt đá xanh cửa, trong lòng luôn là cảm thấy không biết vì sao luôn là có loại này cảm giác khó hiểu, tương phản ngược lại là vẫn luôn nhắc nhở hắn, cái này phong ấn lại mặt tự nhiên là nhốt một tập cực kỳ hung tàn ma thú. Đơn giản mới có thể bị Mỹ đổ toa nhất tộc trệ đời ở chỗ này trông coi, vậy mà lúc này, lục nhĩ thần hầu, nghe hắn nói như vậy thời điểm, chính mình ngay trong ánh mắt tự nhiên cũng là mang theo mơ hồ chờ mong. Phải biết rằng hắn chính là cực kỳ hiếu chiến, sở dĩ đây đối với lực lượng càng thêm khác xa ma thú, tự nhiên cũng là muốn thử một chút thực lực của hắn là có hay không như bọn họ nói cái dạng nào sợ hãi có năng lực hủy thiên diệt địa đối mặt như vậy hung thú đây là tự nhiên hơn nữa phía trước thời điểm không đã từng nói rồi sao cái này phong ấn lại mặt nhốt nhưng là một cái mười đủ mười tàn bạo ma thú còn có cái gì có thể lo lắng cùng do dự trực tiếp đem phong ấn xé mở đem cái này ma thú trảm sát lời nói này ngược lại là nhẹ mỹ đổ toa nhất tộc nhục thân thực lực cũng là rất cường hãn hơn nữa cái kia tứ đại trưởng lão tu vi và thực lực đẳng cấp cũng là có thể đạt được thần vương cấp bên trên hiện nay canh chừng cái này phong ấn đều cảm thấy nội tâm ở giữa thập phần sợ hãi cái này ma thú lao ra phong ấn ngươi lại nói như vậy ung dung nếu thật là một phần vạn làm cho hắn lao ra phong ấn chúng ta nếu như không hàng phục được làm sao bây giờ thần toán tử nội tâm ở giữa mặc dù nói hắn cũng vẫn luôn chống đỡ gian trần phải làm bất cứ chuyện gì thế nhưng lúc này đối mặt cái này phong ấn mà nói nội tâm hắn cũng là có một ít sợ nếu như chúng ta nếu như đem cái này phong ấn giải khai lời nói có thể hàng phục ma thú cái này tự nhiên là một chuyện tốt thế nhưng nếu như không hàng phục được ma thú phải nên làm như thế nào tin chúng mình biết quảng cáo cô cúc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô cúc trong một vài tháng chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm hoặc nếu bạn cảm thấy phiền bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng hạt TTPS, lightonvon.vn, truyền, phan thanh tu thoi nạc sau nu chu thai Bang, trông, 630, phong, an, noi, long. Chương 845, đột phá phong ấn. Nghe hắn nói như vậy thời điểm, Giang Trần Kỳ thực vừa định cởi ra cái này phong ấn tay, đột nhiên ngừng lại. Mặc dù nói thực lực của chính mình, trong lòng hắn hết sức rõ ràng, hơn nữa cái này hơi thở của ma thú điếp thật là làm cho hắn có một ít cảm giác nguy cơ, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn, nếu như nếu như đối phó một đầu ma thú, nghĩ đến hẳn là không nói chơi. Hiện nay bọn họ đều chạy tới phân thượng này, nếu để cho bọn họ dẹp đường hồi phủ lời nói, nội tâm ở giữa tự nhiên cũng là thập phần không cam lòng, hơn nữa hắn ngược lại là nghĩ nhìn một cái cái này phong ấn lại mặt phong ấn đến tục cùng là cái gì ma thú. Lúc này còn không có đợi hắn phản ứng lại thời điểm, liền cảm giác cái này phong ấn dường như dường như có mơ hồ buông lỏng nhìn thẳng, thậm chí lực lượng cũng ở từ từ suy yếu, cái kia ma khí chính là càng thêm cường thịnh. Thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ tại sao ta cảm giác cái này phong ấn lại tựa như 550 tử dường như phải nhốt không được cái này ma thú. Ngạo vũ trách không được phía trước thời điểm, hắn chính là vẫn luôn cảm thấy trong lòng có điểm hoảng loạn, vậy mà lúc này thấy trước mặt này tấm tràn cảnh lúc, phong ấn kia quang mang từ từ nhạt yếu xuống phía dưới. Lúc này ma khí liền bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài nghiêng một nhẹ nhẹ hắc khí, đang nỗ lực muốn đem cái này phong ấn đột phá, Giang Trần thấy này tấm tình huống lúc, liền cũng không có động thủ, phải biết rằng Mỹ đổ toa nhất tộc thực lực, hắn hiện tại cũng sớm đã là đã lĩnh giáo rồi. Nhưng mà phía trước thời điểm, Quỷ Vương không phải đã nói hết sức rõ ràng rồi sao? Hắn dùng hơn phân nửa tu vi đều ở đây củng cố cái này phong ấn, lại không nghĩ tới cái này ma thú lại vẫn có thể nỗ lực đột phá. Bởi vậy có thể thấy được xem ra, cái này ma thú thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Giang Trần lúc này nội tâm ở giữa tràn ngập tò mò, nhưng là lại không nghĩ tới, bất quá cũng chỉ là một giây kế tiếp, cái này phong ấn chính là bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ đều tiêu tán vậy mà lúc này đại lượng hắc khí từ nơi này phong ấn ở giữa toát ra nhìn thấy cái bộ dáng này lúc gian trần lập tức biến sắc gọi những người khác toàn bộ mau tránh ra vốn thời điểm chính mình còn ngược lại là cảm thấy khả năng cũng chỉ là phong ấn có một ít buông lỏng nhưng là lại không nghĩ tới cái này ma thú thật không ngờ nhanh chóng liền trực tiếp xông phá phong ấn hoặc nhìn lên thật đúng là làm cho hắn cảm thấy có một ít ngoài y muốn không nói hai lời chờ các loại cái này khói đập tán đi lúc cái này đã xanh cửa mới chậm rãi mở ra gian trần lại phát hiện cái này bên trong giường như giường như tối như mực giống như là một cái vô chỉ cảnh lỗ đen một dạng lúc này mấy cái mới vừa phản ứng kịp lúc một cái cự đại xà hình thân ảnh liền trực tiếp xông đi ra tốc độ nhanh chóng thậm chí làm cho gian trần đám người đều vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mở ra hai cánh chính là rống giận một tiếng cảm giác được tự do gian trần đám người nhìn lấy trước mặt cái này chỉ ma thú thân hình hết sức cự đại không nói thậm chí hắn thân rắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có một ít trở nên cùng chấn động lại cũng không biết kết quả này rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc vậy mà lúc này hắn thấy đầu này ma thú dĩ nhiên sinh ra sáu cái đầu lúc này đều đang điên cùng gào thét cái này đinh tai nhức óc tiếng ngựa hy tuyên kỳ nội tâm hắn chính giữa bất mãn nhiều năm như vậy vẫn luôn bị phong ấn ở nơi này không nói thậm chí còn nỗ lực nghĩ lấy tiêu hao ma lực của nó bất quá bây giờ nghĩ đến xem ra cái này các đời quỷ đô đại đế thực lực tương phản ngược lại là yếu đi không ít mới chỉ có gọi nó có phá tan phong ấn khả năng thật đúng là không nghĩ tới bây giờ ta phá tan phong ấn vẫn còn có mấy cái khả khẩu điểm tâm đang chờ ta cái này ma thú cũng sớm đã là có linh thức sở dĩ lúc này liền có thể miệng nói tiếng người nói ra câu nói này thời điểm mấy người khác biến sắc tin chúng mình biết quảng cáo pop sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop trong một vài tháng chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm hoặc nếu bạn cảm thấy phiền bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng HTTPS Laitonvon.vn, Trinh, Phanphai Thanh Tu thoi Nạc Phi Sao Nu Chu Nhan Thai Bang, trong 631, do, pha, phong, an. Chương 846, Ma thú phóng xuất. Lúc này Giang Trần đám người cũng không nghĩ tới, cái này ma thú vậy mà lại dựa vào tự thân thực lực trực tiếp đột phá cái này phong ấn, nhưng mà thấy ma thú thân thể cao lớn từ nơi này phong ấn ở giữa chậm rãi hiện ra lúc, đã để Giang Trần cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa hắn phía trước thời điểm thì biết rõ Mỹ đổ toa nhất tộc bảo vệ chống tấm địa này nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy đều cũng không có phá tan cái này phong ấn, vậy mà lúc này cũng chỉ là bởi vì quỷ đô đại đế thực lực ở từ từ giảm mạnh. Hắn mới phát giác được phong ấn tự hồ là buông lỏng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền trực tiếp xông đi ra. Thấy cái này tình huống lúc, còn lại cử nhân lập tức chính là trực tiếp đứng ngay ngắn tư thế chiến đấu. Nhưng mà, ma thú thấy bọn họ đám này tu hành giả, cái bộ dáng này thời điểm, bất quá cũng chỉ là ha ha phá lên cười, trong mắt hắn, những người này hiện tại liền là của mình món ăn trên bàn một ít khai vị điểm tâm mà thôi. Dù sao hắn ở nơi này đã phong ấn thực sự quá lâu, trong cơ thể khát máu ướt số sớm cũng đã bắt đầu không nhẫn nại được, muốn cho hắn đại khai sát giới. Mà ma thú không nói hai lời, liền trực tiếp lấy cái cự đại đuôi cánh quét lúc tới, làm cho tất cả mọi người đều vội vã muốn tách ra lúc này gian trần, vẫn như cũ ở chỗ này, cũng không có né tránh. Nhưng mà, ma thú nhìn thấy hắn cái bộ dáng này lúc, thì biết rõ chỉ sợ hắn mới là bọn họ mấy người này bên trong tu vi cao nhất cái kia thế nhưng lúc này ma thú mới sẽ không quản những thứ này còn lại bên ngoài nhân tố, hắn hiện tại chỉ là muốn lấp đầy bụng của mình, cũng hoặc là là dùng đại lượng huyết dịch tới tưới nước ở thân thể của chính mình, tỉnh lại hắn phía trước sở ngủ say sở hữu tu vi. Mà ma thú mỗi một lần gầm rú đều giống như muốn đem bầu trời này xé rách một dạng, lúc này Giang Trần nhìn thấy cái bộ dáng này lúc, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt đây hết thảy. Nội tâm ở giữa âm thầm phỏng đoán nói trách không được Mỹ đổ toa nhất tộc thời đại đều muốn thủ hộ ở chỗ này, xem ra cái này quả nhiên, phong ấn một cái như thế trường lớn ma thú mà lúc này đối với ma thú phát bắt đầu công kích lúc giang trần cũng chẳng qua là phất tay một cái liền trực tiếp mở ra phòng ngự hình thức trước người lưỡng đạo cự đại ma pháp trận chậm rãi hiện ra lúc để ma thú nhìn thấy cái bộ dáng này đều cảm thấy có vài phần nực cười là ta bị giam thời gian quá lâu sao chẳng lẽ ngươi chỉ bằng cái này còn muốn chiến thắng ta nhất định chính là người suy nói mộng những người khác đều ở đây vì giang trần lo lắng nhưng mà lúc này ma thú công kích vỗ tới giang thần vòng bảo hộ lúc lại chút nào không ngoài suy đoán b bê vị b bê ra thậm chí làm cho ma thú cũng hiểu được có chút cơ hờ tiếp sợ hơn nữa trước người hắn ma pháp trận từ mới vừa bạch sắc hiện tại đã biến thành tinh hồng màu sắc gian trần lúc này liền đứng ở nơi này hai cái to lớn ma pháp trận trước mặt chỉ thấy cái kia ma pháp trận tràn ra năng lượng làm cho những người khác biến sắc ma thú thấy cái bộ dáng này lúc ngay trong ánh mắt hưng phấn chính là càng thêm không lời nào có thể diễn tả được hắn thực sự là không nghĩ tới chính mình bất quá là ở trong đó đợi mấy nghìn năm vậy mà lúc này bây giờ nhân loại đều đã tu hành đến cảnh giới như thế vậy hắn nhất định là đặc biệt mỹ vị chờ các loại ma thú phản ứng kịp chống đỡ lúc này ma pháp trận đã xuất mãn toàn bộ năng lượng trực tiếp phát sinh năng lượng to lớn sóng nhưng mà ma thú nhìn thấy cái này rõ ràng hình tư thế lập tức liền mở ra hai cánh muốn bay đến trên bầu trời có thể gian trần lại làm sao lại làm cho hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay chạy trốn không nói hai lời ngươi trực tiếp động thủ nhưng mà lúc này ma thú trống giận một tiếng phía trước thời điểm hắn cũng bất quá là cảm thấy một ít da thịt chi ngứa mà thôi nhưng là bây giờ Giang Trần là hoàn toàn chọc giận đầu này ma thú thi. Tim chúng mình biết quảng cáo Popup sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo Popup trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, Thanh Tu thoi nạc phi sau nu chu Nhan thai bang, chong, 632, ma, thu, phong, suốt. Chương 847, ngươi chọc giận ta. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Theo ma thú điên cùng gào thét một tiếng sau đó, chính là trực tiếp phát động rồi càng thêm mãnh liệt tiến công, Giang Trần không nói hai lời, thả ra cường đại tinh thần lực, đưa hắn bao khỏa trong đó, nhưng mà ma thú nhìn thấy tình cảnh này lúc, thật đúng là không nghĩ tới, thấy cấp bậc của hắn cũng bất quá chỉ là một cái không sai biệt lắm thần vương cấp bậc, chẳng lẽ hắn vẫn còn có càng thêm vê chủ ca khí cường đại ma thú, khi nghĩ tới chỗ này, liền cảm giác cái ý nghĩ này hết sức không phù hợp. Thực tế, phải biết rằng dù cho hắn coi như là cố y chế trụ thực lực của chính mình hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình lúc này giang trần nhìn thấy hắn cái bộ dáng này thời điểm không nói hai lời liền trực tiếp mở ra bí cảnh phải biết rằng như vậy cường đại ma thú nếu thật là bị thả đi cái kia tự nhiên sợ rằng sau đó sẽ khiến cực kỳ phiền toái lớn mặc cho ma thú như thế nào gào thét công kích lúc này giang trần chỉ là nhìn lấy hắn cái bộ dáng này lúc vẫn luôn đang tìm nhược điểm của hắn nếu như không phải là mình thân hình tốc độ khá nhanh nói sợ rằng đổi lại là còn lại đạo hạnh thấp một chút người hiện tại đều đã trở thành hắn món ăn trên bàn nhưng mà mỗi lần vừa đến tới gần ma thú thân thể liền sẽ bị vô tình đẩy ra lúc này gian thần tự nhiên cũng không có nhục chí không nói hai lời trực tiếp nhảy đến trên người của hắn đã như vậy vậy hắn liền muốn thử nhìn một chút xem cái này ma thú nhục thân đến tục cùng là cường đại đến mức nào thật dự định cái này đơn đã độc đấu cái này ma thú sao hơn nữa xem ra cái kia ma thú đẳng cấp cũng đã rất cao lại tăng thêm hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá phong ấn cho nên bây giờ còn chưa không có khôi phục hoàn toàn thực lực, nếu như vậy ma thú một ngày khôi phục, hoàn toàn tự thân nguyên bản thực lực rất có thể sẽ khiến nhiễu loạn lớn. Ngạo vũ tới đây thời điểm, không khỏi có chút thì bận tâm, phải biết rằng, tuy nói là ở nơi này không gian bên trong, ma thú ra không được thế nhưng ở dưới loại tình huống này, trước mắt thuận tiện tiệp phương pháp chính là, bằng không một lần nữa đem điều này ma thú phong ấn đi ra ngoài, nếu không, chính là trực tiếp đem cái này ma thú dê giết xê hết. Nhất lao vĩnh giật. Thế nhưng phải biết rằng, Mỹ đổ toa di sớt cũng không có cách nào một lần nữa đem cái này ma thú phong ấn, hơn nữa hắn phía trước cũng đã là có thể phá tan phong ấn, đã nói lên sợ rằng cái này ma thú thực lực đã là tăng vọt rất nhiều, nguyên bản phong ấn khẳng định là không thể dùng nữa, cho nên bây giờ cũng chỉ có tử chiến đến cùng. Tai phải mi hầu nhìn thấy như vậy cường đại ma thú, bộc phát ra loại này lực lượng lúc, nội tâm hắn ở giữa liền cũng là muốn tiến lên nhúng tay, thế nhưng vừa nghĩ tới gian trần thực lực. Đối mặt như vậy ma thú, còn đều cảm thấy biết khó có thể tự bảo vệ mình, đơn giản đạt được sự nghiệp cũng không có tiếng lên quy quái e er rờ tối, nhưng mà Giang Trần lúc này bằng cùng với chính mình cực kỳ bén nhạy thân hình, đã thành công đem cái này ma thú lượng quanh có chút ngất. Hơn nữa nó cũng từ từ ở phát hiện cái này ma thú thực lực dường như dường như đang ở khôi phục ở giữa, xem ra nếu như lúc này không phải dê kiết hắn lời nói, đến lúc đó kế tiếp nhất định là sẽ có đại phiền toái không nói, thực lực của hắn toàn bộ đều khôi phục xong, tự nhiên trả giá cao sẽ càng thêm thảm trọng. Hai lúc này, Giang Trần không riêng gì phát động rồi ma pháp công kích, thậm chí cũng vẫn luôn đang tìm cái này ma thú thân thể nhược điểm, đến tột cùng là ở đâu. Ma thú tự nhiên cũng đoán trúng tâm tư của hắn, thấy hắn cái bộ dáng này thời điểm không khỏi cười lên ha hả. Chỉ bằng loại người như ngươi con kiến hôi, cũng muốn biết được ta trong thân thể bí mật, nhất định chính là người si nói mộng. Xem ta ngày hôm nay không ăn ngươi. Tin chúng mình biết quảng cáo Popup sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô phúc trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, lightonvon.vn, Trong thanh thoi sau nu bang, 633, ngoài, choc giang, ta. Chương 848, Độc vụ. Từ lúc mới bắt đầu, nội tâm hắn ở giữa liền hết sức rõ ràng cái này ma thú xác thực lực không kém hơn nữa tương phản lực công kích lại mạnh như vậy bộ dạng đối với bọn hắn phía trước nhìn thấy toàn bộ nhục thân đều không có hắn mãnh liệt như vậy vậy mà lúc này giang trần thấy hắn cái bộ dáng này thời điểm trái tim bàn tay trung càng rõ ràng hơn xem ra phải nhanh đánh nhanh thắng nhanh làm không gian của hắn bột phát ra tuyệt đối năng lượng lúc ma thú cũng không có nghĩ đến nhưng mà lúc này mạnh mẽ cái bộ dáng này không nói hai lời chính là trực tiếp thổ nổi lên độc vụ thực lực của hắn có thể khác không phải bình thường thần vương cấp bậc, liền có thể khống chế, cho nên bây giờ hắn xông phá phong ấn sau đó, tự nhiên là lực cũng ở từ từ khôi phục ở giữa, lúc này Giang Trần, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này trong nháy mắt mở ra một cái tự đại lục sắc ma pháp trận, đem các loại độc vụ ngăn cản ở bên ngoài. Ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể ngăn cản, tới khi nào. Nhưng mà, Giang Trần biết, còn như vậy tiếp tục bị động đi xuống, sợ rằng sẽ lâm vào trong nguy hiểm, cùng với nói như vậy, chi bằng trực tiếp tự chiến đến cùng. Ngạo vũ người nhìn thấy cái bộ dáng này lúc, trong lòng đều cũng có chút lo lắng, dù sao phía trước thời điểm, trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, cái này ma vật tự nhiên so với quá khứ muốn càng thêm lợi hại một ít. Giang Trần sẽ không có chuyện gì a, à, dù sao hắn mới vừa đột phá phong ấn, hơn nữa cái này ma vật hiện tại như vậy khát máu không nói, thậm chí sẽ còn dụng độc. Ngươi thật coi Giang Trần, hắn là ngồi không nha, ngươi không phát hiện trước người hắn cái kia lục sắc ma pháp trận sao. Bên kia là tinh lọc ma pháp, hắn có thể đủ dùng dùng ra mạnh như vậy phát trận, tự nhiên cũng là đã sớm lòng có lòng tin, hơn nữa cái này ma vật dường như dường như cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục nhĩ mi hầu, nghe hắn nói như vậy thời điểm, ngược lại thì cảm thấy có một ít cơ hờ khiếp sợ, cái này ma vật thực lực, chỉ sợ cũng liền hắn đều không nhất định có thể thắng, hơn nữa tương đối với Giang Trần mà nói, hắn là nhân tộc tu luyện giả, mặc dù nói hiện tại cấp bậc của hắn cao hơn chính mình ra rất nhiều, nhục thân tự nhiên là mãnh liệt hơn chính mình một chút thế nhưng đối lên như vậy vật khổng lồ ma vật, hơn nữa đẳng cấp lại cao như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Còn như vậy tiếp tục hao tổn đi xuống, sợ rằng hắn tinh thần lực không nhất định có thể chịu đựng được những thứ này cự đại ma pháp trận A. Ngạo Vũ nghe lời này thời điểm, ngược lại là thử xem phải biết rằng những thứ này ma pháp trận, lại tăng thêm đây tuyệt mật không gian, tuyệt đối là một cái cự đại có thể tiêu hao tinh thần lực, nếu như lúc này không phải gian trần lời nói, chỉ sợ sớm đã bị cái này ma vật tháo thành tám khối. Lại tăng thêm cái này ma thú, không riêng vẫn luôn đang phun ra nuốt vào lấy độc khí, còn bốn phía phát tiết tiến công. Một ít ma pháp trận công kích dường như dường như đối với hắn cũng không có gì đặc biệt rõ rệt hiệu quả, nhưng mà Giang Thần thấy cái bộ dáng này liền biết không có thể lại tiếp tục trì hoãn nữa, hiện tại vốn là thân thể hắn suy yếu nhất lúc, nếu như ngay cả lúc này cũng không thể đưa hắn chế phục nói, cái kia sợ rằng sẽ có càng 273 lớn nguy hiểm. Chỉ bằng ngươi chính là những thực lực này, còn muốn chống lại ở của ta tiến công. Đã nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, chính là tuy nói thắng phục với hắn tinh thần lực hết sức cường đại, thế nhưng bất quá cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi Giang Trần thấy hắn nói như vậy, sau đó cũng chỉ là câu môi cười, lại cũng không nói lời nào, tương phản, chính mình nội tâm ở giữa lại cũng là cảm thấy thập phần vướng tay chân. Vậy thì nhìn một chút ta đến cùng có thể hay không thắng ngươi. Giang Trần thân hình phía trước tất cả ma pháp trận toàn bộ đều đóng cửa, đây cũng là chấn kinh rồi tất cả mọi người bọn họ, ma thú cũng không có biết rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô quốc trong một vài tháng. Chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. HTTPS, Lightonvon.vn, Trinh, Phan Thanh Tu Thoi Phi Nu Chu nhan Thai Bang, Trong, 634, dọc Vu. Chương 849, Giải quyết. Hắn điên rồi sao, hắn đem tất cả ma phát trận đều đóng tương đương với hiện tại đem bảo vệ cho mình tráo thu lại dựa vào thân thể lực lượng làm sao lại đối kháng được rồi như vậy cường đại ma thú đâu tai mi hầu thấy cái này tình huống lúc cũng sớm đã gấp đến độ có một ít giơ chân hận không thể trực tiếp xông lên đi nhưng mà lúc này ngạo vũ nội tâm ở giữa hết sức rõ ràng vậy hắn lần này tự nhiên cũng là muốn có những tính toán khác nếu không tại sao phải đem tất cả ma phát trận toàn bộ đều thu hồi đi đâu thì tương đương với đem chính mình bại lộ ở nơi này ma thú trước mặt chỉ thấy gian trần phía sau chậm rãi dâng lên một cái cự đại tinh hồng sắc pháp trận lúc này gian trần trong hai mắt cũng toàn bộ đều là tinh hồng màu sắc chỉ thấy hắn giơ tay đầu ngón tay điểm nhẹ to lớn kia ánh sáng chính là trực tiếp từ đầu ngón tay của nó trút hết ra đem so với trước ma pháp trận mà nói huyết sắc này ma pháp trận dường như dường như so với hắn suy nghĩ lực công kích phải mạnh hơn gấp trăm lần ma thú thấy thế ngược lại là cảm thấy có chút y tứ dù sao hắn bị phong ấn thời gian dài như vậy tới nay nhưng là cho tới bây giờ đều đối với chuyện của ngoại giới vật đã sớm tâm sinh hướng tới nhưng mà bây giờ thấy người này vẫn còn có vài phần bản lãnh dáng vẻ trong lòng chính là càng thêm hiếu kỳ nhưng là đúng lúc này ma thú chú y tới này đạo hồng quan dường như dường như chỉ là ở bên cạnh hắn vẫn luôn ở vườn quanh giống như là một căn dây thường đỏ một dạng lúc này ma thú không khỏi ha ha phá lên cười xem ra thật đúng là chính mình coi trọng hắn phía trước thời điểm cũng không có cảm thấy người này vậy mà lại như vậy nực cười giang trần không nói hai lời cũng chỉ là lần nữa động thủ nhẹ nhàng vẽ bề ngoài ngón tay sau đó, chỉ thấy cái kia dây thường đỏ dường như dường như đem ma thú toàn bộ toàn bộ bao ở trong đó lúc, lúc này Giang Trần chỉ là nín thở ngưng thần, hét lớn một tiếng phá. Liền trực tiếp chỉ thấy được dây thường đỏ chỗ đi qua, quy lực cự đại, cái này một bộ tràn cảnh đơn giản là chấn động ngay người, còn lại mấy người. Nhưng mà, lúc này ma thú tự nhiên cũng là không nghĩ tới, cái này dây thường đỏ tự như, các đậu hũ một dạng liền trực tiếp, tiếp vào thân thể hắn, làm cho ma thú thống khổ không ngớt không nói, thậm chí còn trực tiếp phát ra bạo phá chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp thấy ma thú thân thể bị tạc được tứ phân ngũ liệt, vậy mà lúc này mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lúc, ngay trong ánh mắt đều cảm thấy có vài phần vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ cảm thấy cái này ma thuật năng lực mạnh như thế, hơn nữa phát động bắt đầu công kích lúc, sắc trời hầu như đều muốn phải biến đổi, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại bị gian trần ở nơi này mê cảnh ở giữa liền dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Huyền ngữ nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nội tâm ở giữa cũng coi như là tùng một khẩu khí trước thời điểm trong lòng hắn bên là vẫn luôn cảm thấy cái này ma thú thực lực thật là rất mạnh thế nhưng nếu như nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống ma thú thực lực liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ nhưng là lại không nghĩ tới giang trần trực tiếp dùng bí cảnh đoạn tuyệt hơi thở của hắn chặn không nói thậm chí bây giờ trực tiếp đem ma thú bản thể nổ tứ phân ngũ liệt lúc này này cổ năng lượng to lớn nổ lên lúc liền trực tiếp đem mỹ đổ toa cấm địa đều đã hủy hoại hơn phân nữa không có ai thấy cái này ma thú giải quyết lúc này trong lòng cũng cuối cùng là tùng một khẩu khí. Dù sao bọn họ phía trước thời điểm nhưng cũng không có nghĩ vậy ma thú thực lực thật là không kém, dựa vào mấy người bọn hắn cảnh giới, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể đối phó. Lúc này, xanh sư môn phía sau vẫn như cũ có hắc khí. Tim chúng mình biết quảng cáo pop-up sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng. http lightonvon.vn, Phan Phai thanh tu thoi nạc phi sau nu chu Nhan thai bang, trong, 635, Giai quy. Chương 850, mở ra nhập khẩu. Nguyên bản thời điểm đều cảm thấy chỉ cần đem cái này phong ấn ma thú giải quyết hết là được rồi, nhưng là lại xa xa không nghĩ tới, cái này đã xanh phía sau cửa, lại vẫn sẽ có đại lượng hắc khí tràn ra, vậy mà lúc này ngạo vũ bọn họ đám người cũng sớm đã chú ý tới cái này một kỳ chuyện kỳ quái, liền có chút ngạc nhiên thực sự là kỳ quái ma thú nếu đều đã giải quyết vì sao còn có thể xuất hiện nhiều như vậy ma khí đâu ngạo vũ cái bộ dáng này lúc nội tâm hắn ở giữa chỉ cảm thấy dường như dường như có cái gì không đúng lắm chẳng lẽ mỹ đổ toa bọn họ nhất tộc cấm địa cũng không phải là chỉ là trấn áp một cái ma thú mà ngược lại là trấn áp một cái nhập khẩu giang trần nhìn thấy cái bộ dáng này lúc nội tâm ở giữa tự nhiên cũng là có rất nhiều nghi hoặc bất quá giống như như bây giờ vậy đến xem quả nhiên sự tình cũng không có giống như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy ngay trước xanh sư môn đã chậm rãi mở ra lúc tất cả hắc khí toàn bộ đều từ hướng nội tản ra ngoài phát ra vậy mà lúc này giang trần nhìn một chút bên cạnh mấy người quả nhiên cũng đã dự liệu phỏng đoán của mình một dạng xem ra nếu như suy nghĩ nơi đây cũng không phải là một cái chân chính chỉ là nhốt ma thú địa phương cái kia ma thú chỉ sợ cũng chỉ là một cái giữ cửa sơ cấp ma thú nơi đây dường như hình như là liên thông nhập khẩu một dạng lục nhĩ mi hầu nghe câu hắn nói như vậy thời điểm chính mình tự nhiên cũng là cũng không ly giải nếu là nối liền nhập khẩu vậy bọn họ chỉ cần đi vào nhìn một cái là được rồi làm sao cần phải sợ hãi như vậy xem giống như như bây giờ vậy tình huống sợ rằng nó đồ vật bên trong biết đáng sợ hơn dù sao vẻn vẹn chỉ là một cái giữ cửa ma thú thực lực liền cường hãn như vậy chỉ là không biết nó phía sau đến tột cùng thông hướng cái gì sở dĩ lúc này thấy này tấm tình huống lúc nội tâm ở giữa tóm lại là có một ít lo lắng chỗ ở quảng hắn là cái gì nếu đều đã mở cửa ra tóm lại là muốn vào nhìn một cái nếu không chẳng phải là phía trước hết thảy tất cả không phải đều lãng phí một cách vô ích thần toán tử từ vừa mới bắt đầu lúc đã quyết định, vô luận cái này đá xanh cửa mở ra, đến tột cùng bọn họ phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, đều sẽ cùng Giang Trần xê kết hết sống có nhau. Giang Trần nghe bọn họ nói như vậy thời điểm, nội tâm ở giữa tự nhiên cũng không có nghi hoặc, cũng trực tiếp mở ra cánh cửa này, làm sợ có người tiến vào đến đá xanh cửa sau đó, lại phát hiện nơi đây dường như hình như là hợp với đó là một cái cự đại mộ địa. Nhưng mà, những người khác nhìn thấy cái bộ dáng này lúc, nội tâm ở giữa đều có một ít khó hiểu, nhưng là lại phát hiện cái tòa này trong mộ thất mặt liền với hơn 10 đạo cửa, bỗng nhiên trong lúc đó liền toàn bộ đều mở ra, từ bên trong bay ra rất nhiều biên bức quái. Thấy này tấm tình huống lúc, Giang Trần nói không nói liền trực tiếp mở ra trước người mình ma pháp trận, gần trong nháy mắt võ thuật, những thứ này bên bức quái liền trực tiếp toàn bộ đều bê kỵ đê tránh rơi. Lúc này từ nơi này chút phía sau cửa liền nhấp nhoáng hơn 10 đạo xanh biết ngọn đèn. Nhìn thấy cái bộ dáng này lúc, mọi người đều cảm thấy có một ít cơ hờ, kiếp sợ, dù sao bọn họ phía trước thời điểm nhưng là thật đúng là không có chú ý đến, xem ra bọn họ hiện tại dường như hình như là thân ở với mộ huyệt ở giữa. Đám này biên bức lại đẳng cấp vẫn còn cũng không thấp, thậm chí còn đối với bọn họ thực lực mà nói, quả thực để cho bọn họ cảm thấy có một ít cơ hờ, tiếp sợ, chỉ là từ nhất hạ đẳng những thứ kia biên bức đầu từ từ tại biến lớn không nói, số lượng bắt đầu rất thưa thất đứng lên sau khi, lại phát hiện những thứ này biên bức lại đẳng cấp càng ngày càng cao. Xem ra đám này biên bức quái tự nhiên cũng là quần cư động vật, những thứ này số lượng khổng lồ cấp bậc thấp biên bức quái tự nhiên là chẳng có gì lạ, bất quá bọn họ đẳng cấp bây giờ càng ngày càng cao, thậm chí lực công kích đã gia tăng rồi rất nhiều. Tin chúng mình biết quảng cáo pop-up sẽ khiến quy độc giả khó chịu khi trải nghiệm, nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo pop-up trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quy độc giả thông cảm. Hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng httpf lightonvon vn trin fanpage thanh tu thôi phi sao nu chu nhanh thay bàn chông sáu trăm ba mươi sáu mò ra nháp khao